Hôm nay mình xin bàn luận về một cái vấn đề, đó là chúng ta phải chấp nhận rủi ro về mối quan hệ khác với việc tạo ra cái bức tường lửa. Thì dù việc thành lập công ty với bạn bè và người thân có rủi ro như thế nào đi chăng nữa, nhưng sức hấp dẫn của nó vẫn rất lớn, và trường hợp này vẫn rất phổ biến. Nếu không có cách nào giảm thiểu sự hấp dẫn thì ít nhất chúng ta có thể hạn chế rủi ro bằng các biện pháp sau. Tức là chúng ta khoảng cách đùa với lửa, tức là phá hủy hay là né tránh yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đội ngũ thành lập, là mức độ thân quen gần gũi với những người đồng sáng lập. Làm rõ yếu tố này không chỉ là nổi bật lên những lý do của các nhà sáng lập nên tránh thành lập với bạn bè và người thân, mà còn giúp cho chúng ta có được những cách tiếp cận hiệu quả để hạn chế với những rủi ro nếu mà rơi vào hoàn cảnh đó. Yếu tố thứ hai cũng là việc phá hủy nếu như mối quan hệ xã hội bùng nổ. Các mối quan hệ trước đây càng gần gũi thì sự phá hủy càng lớn, nếu căng thẳng từ công việc tràn vào quan hệ cá nhân. Không thiếu bằng chứng củng cố cho mức độ phổ biến cũng như nghiêm trọng những rủi ro này. Evan William đã nhớ lại cái giá mà anh phải trả khi về những bất đồng về những chiến lược và quyền kiểm soát, cũng như những khó khăn về tài chính tại Block gây ra những căng thẳng không thể giải quyết được giữa anh và người đồng sáng lập của mình. Meg Havrian, người đã từng là bạn gái của anh trong công ty mới thành lập đó, rất nhiều bạn bè thân thiết của anh cũng làm việc cho Block. Khi mọi thứ đổ vỡ, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cá nhân của tôi gắn liền với công việc. Vì thế tôi thực sự không có bạn bè hỗ trợ hay chia sẻ. Điều đó thật đáng xấu hổ, bởi tôi cảm thấy có thể tất cả những người gần gũi như bạn bè và đối tác đều đột nhiên chống lại tôi. Tôi trở thành kẻ đơn độc trên một chiến tuyến, còn phía bên kia là tất cả mọi người, dường như tôi bị cả xã hội tẩy tẩy chay. Tức là yếu tố thứ ba là phải né tránh con voi trong phòng. Ở bất kỳ cái thời điểm nào, luôn luôn tồn tại ít nhất một vấn đề quan trọng là các nhà thành lập thấy không thoải mái khi đề cập đến nó, hay còn gọi là con voi trong phòng. Không có gì đáng ngạc nhiên trong khi họ có xu hướng né tránh các cuộc thảo luận khó khăn hay những tình huống đối đầu để duy trì mối quan hệ cũ. Họ có xu hướng lo lắng rằng những vấn đề khó khăn gia tăng giữa những người bạn hoặc người thân sẽ là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng của người bạn đó hoặc người thân đó. Nếu một quyết định có thể tạo ra cơ hội kinh doanh nhưng nó có thể phá hỏng các mối quan hệ xã hội, thì các nhà sáng lập có quan hệ trước đó thường có xu hướng là né tránh việc đưa ra quyết định với hy vọng rằng vấn đề sẽ sớm qua đi. Nhưng sự thật là sự né tránh thường khiến các vấn đề lan rộng hơn, nghiêm trọng hơn. Đôi lúc cũng có những nhóm đồng sáng lập có mối quan hệ xã hội trước đó cho rằng chúng tôi biết nhau rất rõ và vì thế không cần phải chia rẽ, nhưng mối quan hệ công việc mới khá khác biệt so với mối quan hệ xã hội trước đây. Trong trường hợp này, họ cần coi nhau như người xa lạ, một điều thật khó thực hiện trong trường hợp của Steve Wozniak và Steve Jobs, là một lần nữa là một ví dụ điển hình. Đối với Wozniak, tình bạn với Jobs là yếu tố quan trọng trong việc thành lập Apple Computer, nhưng sau đó trong công việc, Wozniak và Jobs đã không thể nào thảo luận được với nhau về những vấn đề cần thiết liên quan đến vai trò và quyền lợi, vấn đề mà những người bạn thân không thấy mấy thoải mái khi phân chia rạch ròi. Cả Jobs và Wozniak đều không hiểu những đóng góp của của người còn lại đối với công ty. Đối với Jobs, công nghệ là thứ yếu sau giá trị lợi nhuận của một sản phẩm. Đối với Wozniak thì công nghệ hơn hẳn giá trị vật chất. Những vấn đề đó có thể trở thành ung ngọt không thể giải quyết trong suốt thời gian làm việc của họ cùng nhau. Và trong đội ngũ như thế, mọi thứ có vẻ phẳng lặng bên ngoài, nhưng căng thẳng đã ngấm ngầm dậy sóng bên trong khi họ cố gắng né tránh những cuộc tranh luận khó khăn. Khoảng cách mà chúng ta tránh đùa với lửa, thì trong khoảng cách này chúng ta sẽ thấy là đồng đồng nghiệp cũ, người quen sẽ ở chính giữa, bạn bè và gia đình thân thiết. Phá hủy nếu mối quan hệ này bùng nổ thì sẽ phá hủy đi giữa khoảng cách thảo luận về những con voi. Đối với mỗi loại quan hệ thì khoảng cách giữa hai yếu tố này càng lớn thì các nhà sáng lập
càng dễ bị xảy chân. Khoảng cách này đạt tồn tại đối với các nhà đồng sáng lập có mối quan hệ giữa người thân và bạn bè, còn đạt cực tiểu đối với những người đối với những quan hệ ở mức mù quáng. Các đồng nghiệp cũ đối mặt với mức độ phá hủy trung bình cao hơn so với người quen nếu mối quan hệ của họ bùng nổ. Nhưng điều này được cân bằng bởi khả năng thảo luận về những con voi trong phòng, thu hẹp khoảng cách, buộc những cuộc thảo luận nhạy cảm phải diễn ra và tạo ra bức tường lửa. Một đội ngũ thành lập được thực hiện bởi các bước thận trọng để thu hẹp khoảng cách đùa với lửa này. Ví dụ, Sister City là một dịch vụ trực tuyến tiên phong để kết nối các bậc cha mẹ với những người trông trẻ, được hình thành bởi Gurney Ever, Thierry là một doanh nhân rất trẻ và bạn trai cô. Dan Ratnanter là một doanh nhân giàu kinh nghiệm. Dan thường giải thích tình huống xảy ra, trở thành cấp dưới của bạn gái mình trong công ty vừa thành lập. Sự chuyển đổi này khó khăn đối với Genevieve. Hơn tôi, trong cuộc sống của bạn chia làm 3 phần: gia đình, bạn bè và công việc. Genevieve đã đánh cược 2 trong số điều đó, trong khi tôi chỉ đánh cược 1 thứ. Họ cố gắng thu hẹp tối đa rủi ro bằng cách tích cực hoạt động ở cả hai bờ khoảng cách này. Họ thỏa thuận sẽ chia sẻ cởi mở về những điều khó nói. Khi bất đồng quan điểm, chúng tôi viết nó ra giấy và phát bản sao cho toàn bộ đội ngũ. Điều đó buộc chúng tôi phải lôi kéo những người khác tham gia vào vấn đề và ngồi lại với nhau, tập trung vào vấn đề cần giải quyết thay vì tập trung chỉ trích nhau. Genevieve và Dan đã dựng nên một bức tường lửa hạn chế những thiệt hại có thể có khả năng phá hủy mối quan hệ của họ. Họ đã thảo ra một bản kế hoạch khủng hoảng rõ ràng buộc Dan phải rời bỏ công ty khi có những bất đồng không thể cứu vãn được. Ngoài ra, Dan phải duy trì việc gia nhập công ty toàn thời gian đến tận khi công ty thực sự cần đến chuyên môn của anh. Dần dần, những quyết định và những hành động của Dan lẫn Genevieve đều thu hẹp được khoảng cách đùa với lửa. Như Genevieve giải thích, cuối cùng Dan đã trở thành một phần của công ty. Chúng tôi cần thời gian để học cách tin tưởng nhau và vai trò mới. Sau thời gian khó khăn ban đầu, chúng tôi dần trở thành một thể thống nhất. Nơi mà người này có thể nâng đỡ người kia. Tóm lại, các nhà sáng lập có thể đi ngược lại thiên hướng tự nhiên để lựa chọn con đường dễ dàng. Một trong số đó là xu hướng xây dựng các đội ngũ sáng lập đồng nhất. Làm như vậy tạo ra cảm giác dễ hiểu, tin tưởng nhau, nhưng đồng thời cũng tạo ra bất đồng chết người. Các đội ngũ có các nhà đồng sáng lập sở hữu nền tảng tương tự, thường thiếu một vài kỹ năng cần thiết để dẫn đến nhiều xung đột hơn về vai trò. Trong các vai trò như chúng tôi sẽ phân tích ở trong chương 5, khá hạn chế mối quan hệ tích cực. Do đó, thay vì mặc định lựa chọn giải pháp dễ dàng là tìm kiếm những nhà đồng sáng lập đồng nhất với mình, các nhà đồng sáng lập cốt lõi nên phân tích rõ và quyết định xem họ cần năng lực nào, rồi cuối cùng theo đuổi tích cực những người sở hữu có kỹ năng lực đó. Mặt khác, các nhà đồng sáng lập cốt lõi hướng đến sự đa dạng về nguồn vốn con người và xã hội, đến hướng đến sự tương đồng với các lĩnh vực mềm hay các giá trị, cam kết khả năng chịu đựng rủi ro. Đương nhiên sẽ khó đánh giá chúng nếu ngay lập tức, nhưng đó là một lĩnh vực và sự tương đồng có thể hạn chế những căng thẳng của đội ngũ sáng lập. Cái tốt nhất để đánh giá sự hòa hợp này là thử trước khi mua. Trong trường hợp cụ thể, cân nhắc giải pháp sau, ví dụ ngang ô các mối quan hệ là một quy mô đội ngũ cho phép. Hãy tránh việc trở thành nhà đồng sáng lập báo cáo cho người thân hoặc bạn bè của họ. Thay vì thế, để cho nhà đồng sáng lập báo cáo những chuyên gia cao cấp khác, giữ mối quan hệ công việc và cá nhân tách biệt nhau, hạn chế kịch bản tiêu cực có thể xảy ra, xem xét các trở ngại như vấn đề về gia đình, khủng hoảng y tế, vấn đề về pháp lý có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc trong công ty mới thành lập của nhà đồng sáng lập. Tạo ra một kế hoạch đề phòng thảm họa, hãy thảo ra một kế hoạch hành động đối với các tình huống tồi tệ nhất. Ngoài ra, tuyên bố rõ ràng về người ra quyết định cuối cùng khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Hãy ký một bản hợp đồng lối thoát về việc áp dụng nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Phải thảo luận các vấn đề nhạy cảm, đưa ra các chính sách lâu dài về việc phải luôn cởi mở, trung thực về mọi vấn đề cá nhân xảy ra trong quá trình làm việc với nhau, gia tăng cơ hội thảo luận các vấn đề nhạy cảm bằng việc thiết lập các cơ chế cho nó, lôi kéo sự tham gia
của một trọng tài để ngăn chặn bất đồng trong công việc từ một cá nhân. Hãy viết một bản ghi nhớ về vấn đề này bằng tay, photo cho toàn bộ đội ngũ điều hành cấp cao, điều này buộc những người có liên quan tham gia vào những vấn đề thay vì những người khởi nghiệp gây ra vấn đề này hoặc sử dụng cho một cố vấn chung có ảnh hưởng để giữ vị trí hòa giải. Tạm bởi vai trò, tức là vị trí và quyền năng quyết định. Trong phần này mình sẽ đề cập ở mục sau nhé.